Thoạt nhìn thì anh em nghĩ rằng là tôi đang như ở sân bay đi về. Đây, một chiếc loa mà kèm tay sách, kèm màn hình, rất là xịn sò. Đây, ba mẫu loa, tôi gọi là lôi đồng cối đá các bạn ạ. Đây, rất là chắc chắn. Đấy, xoay được bao nhiêu? Rất là nhiều độ, 360 độ luôn. Đấy, 360 độ, chiếc loa cực kỳ chắc chắn. Con đầu tiên, con này bát 30, tôi gọi là lôi đồng cối đá. Này các bạn ơi, này các bạn ơi, này. Đấy, các bạn thấy không? Vận động thể dục thể thao thoải mái, kể cả một anh cao to 1m7 nhảy lên thoải mái luôn, 1m8. Con này ấy, thì tôi rất là thích. Thứ nhất là chắc chắn, thứ hai là màn hình cảm ứng. Nó đã được trang bị cái gì ạ? Trang bị hỗ trợ cho chúng ta gần như bằng một chiếc smartphone. Đấy, chạy được đủ loại thể loại trên đời này. Đấy, anh em ạ. Đấy, chỉ cần chúng ta tải chôm vào đây vào là sử dụng được hết. Đấy, và tớ rất là thích chiếc loa này. Chiếc loa này nhá các bạn nhá. Chiếc loa này tớ rất thích là có gì ạ? Có delay và echo, hát rất là nhẹ nhàng và mượt mà. Con này thì nó là con này 3336. Anh em tập trung ở đây. 3336, con này là bát 30 nhá. Auto pin sạc, khi chúng ta mua về không cần phải mua pin một lần nào nữa, cắm vào đây tự động sạc. Đấy, cắm vào đây tự động sạc luôn anh em nhá. Tiếp theo, cái mà mình rất thích của cái chiếc loa thứ hai là con này là bát bao nhiêu? 10 tí. Bát 40. 3 đến 40 người hát được. Còn con này, chúa tể có các loại nhiều tiền. Cực kỳ xịn sò. Một chiếc loa mà mình mang đến gần 30 inch. Rất là xịn sò, em đã review rất nhiều. 3979, cái tên nói lên tất cả. Rất là đẹp như này. Con này có ngửa được không em? Ngửa xem nào. Ngửa đi. Đấy, gọn chưa? Gọn chưa? Đấy, một cái điều rất là tuyệt vời luôn. Gọn được luôn, đây. Cho anh em xem này. Đẩy anh đi cái. Ok chưa? Đấy. Anh em thích mẫu loa nào trong 3 mẫu loa màn hình này? 3336, bát 30, 3338, 3339, bát 40. Con này thì là bát 30 nhưng là màn hình cao cấp. Thì anh em hãy bình luận xuống bên dưới anh em nhé. Xin chào.